Tiếng còi bắt đầu trận đấu của trọng tài người Nhật Bản, ông Ryuji Sato đã vang lên. Trận đấu mà cả hai đội tuyển Việt Nam cũng như là Malaysia sẽ hướng tới mục tiêu giành 3 điểm. Nếu như có 3 điểm trước đội tuyển Malaysia thì đội tuyển Việt Nam gần như sẽ chắc suất giành vé đi tiếp với ít nhất là một trong hai vị trí dẫn đầu bảng. Một trận đấu mà cả hai đội đều quyết tâm để giành chiến thắng. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta với vị trí như hiện tại chỉ cần có được một điểm, một trận hòa ở trận đấu này là sẽ chắc chắn kết thúc vòng đấu bảng của bảng G ở vị trí của một trong hai đội dẫn đầu. Trong khi chỉ có chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam của chúng ta thì đội tuyển Malaysia mới còn cơ hội mong manh để giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ ba. Bóng trong chân cao thủ Malaysia. Những năm gần đây thì đội tuyển Việt Nam luôn áp đảo đối thủ Malaysia trong những cuộc đối đầu. Kể từ AFF Cup năm 2018 cho tới nay, dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo thì đội tuyển Việt Nam chưa từng thua trước đội tuyển Malaysia. Chúng ta thắng 3 trận và chỉ để cho đối thủ cầm hòa một trận duy nhất. Đó là trận hòa trên sân của đội tuyển Malaysia. Ở lượt đi của vòng đấu loại thứ hai khu vực châu Á năm nay trên sân Mỹ Đình, Quang Hải là người đã mang về 3 điểm cho đội tuyển Việt Nam với một pha ghi bàn rất đẹp mắt. Trước đó là trận chung kết AFF Cup năm 2018, nơi mà anh Đức đã tỏa sáng cũng với một bàn thắng duy nhất để mang về chiếc cúp vàng AFF Cup lần thứ hai trong lịch sử cho đội tuyển Việt Nam. Bây giờ sẽ là lần thứ 5 huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn đội tuyển Việt Nam đối đầu với đội tuyển Malaysia của huấn luyện viên Tan Chen Hue. Rõ ràng đây là những cuộc đối đầu rất duyên nợ, không chỉ của những cầu thủ trên sân bóng mà còn cả hai chiến lược gia của hai bên. Pha chuyền bóng là của Văn Hậu, người hôm nay đã trong đội xuất phát thay vị trí của Nguyễn Phong Hồng Duy. Tình huống đẩy sau của Đoàn Văn Hậu. Cùng giờ với trận đấu này thì đội chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ có trận đấu với đội bóng đã bị loại ở bảng đấu này là Indonesia. Và đó có lẽ sẽ là một trận đấu không quá khó khăn để thầy trò viên Bevan Marwick giành được 3 điểm nữa, đồng thời gây áp lực lên phía đội tuyển Việt Nam cũng như là Malaysia trong cuộc đua giành tấm vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước một trận đấu có tính chất rất quan trọng đối với cả đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng như đội tuyển Malaysia, chúng ta thấy là các cầu thủ Malaysia cũng như các cầu thủ đội tuyển Việt Nam nhập cuộc một cách khá thận trọng. Đường chuyền của Xuân Trường, đường chuyền để mất bóng vào chân của cầu thủ Malaysia. Đó là Sumare, một cầu thủ cực kỳ giàu tốc độ cũng như sức mạnh bên phía Malaysia. Không có gì nguy hiểm khi mà các cầu thủ của chúng ta vẫn bọc lót cho nhau rất tốt trong tình huống vừa rồi. Đây là Lawrence. Công Phượng, cơ hội phản công dành cho đội tuyển Việt Nam. Rất hay, Trọng Hoàng. Đường chuyền cho Tiến Linh đã không thành công nhưng vẫn là Công Phượng. Công Phượng quyết định đi bóng. Công Phượng, nguy hiểm. Lawrence. Nếu như trước đó Công Phượng truyền một đường bóng cắt mặt hàng hậu vệ đối phương đang răng ngang vào cho Tiến Linh đang băng xuống ở phía trong thì có lẽ sẽ là hợp lý hơn. Rất đáng tiếc khi mà đường truyền trung lộ của Trọng Hoàng dành cho Tiến Linh đã bị hậu vệ của Malaysia ngăn cản. Trong chiến thắng 3-1 tại Bali trên sân của đội tuyển Indonesia, Trọng Hoàng là người đã kiến tạo một đường truyền ở trung lộ gần tương tự như vừa rồi, nhưng ở vị trí xa hơn để cho Tiến Linh ghi bàn. Vừa rồi chút nữa thì kịch bản đó đã được lặp lại nếu như hậu vệ của Malaysia không kịp thời cản phá. Ở trong trận đấu gặp đội tuyển Indonesia thì Trọng Hoàng và trung vệ Đình Trọng của chúng ta bị treo giò và cả hai đều đã trở lại ở trong trận đấu ngày hôm nay. Đình Trọng Hoàng là người đá chính, còn Đình Trọng đang có mặt trên băng ghế dự bị của đội tuyển Việt Nam.
Đứng trước bóng lúc này là Nguyễn Hoàng Đức. Chúng ta mất cầu thủ thuận chân trái và thi đấu rất hay ở trận đấu trước là Quang Hải, nhưng hôm nay chúng ta lại có sự xuất hiện của một cầu thủ thuận chân trái khác là Hoàng Đức. Bùi Tiến Dũng, đường truyền rất hay nhưng hơi mạnh dành cho người đá cặp ở phía dưới là Quý Ngọc Hải. Trong những trận đấu gần đây gặp đội tuyển Việt Nam và kể cả ở trong trận gần nhất, trận thua 0-4 trước đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thì điểm yếu của đội tuyển Malaysia đó chính là ở việc khắc chế những đường truyền vào phía sau hàng phòng ngự. Chúng ta có lẽ cũng rất hiểu điều này, và trong các buổi tập gần đây, dù không có được những tín hiệu từ các góc máy quay về các buổi tập của đội tuyển Việt Nam, nhưng chắc chắn là huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho các cầu thủ Việt Nam tập luyện rất nhiều miếng đánh này. Tuấn Anh nói hoàn toàn chính xác, Malaysia là đội bóng chơi phòng ngự không thực sự là quá tốt, một hàng phòng ngự giăng ngang và để ra rất nhiều sơ hở, và bóng lót cho nhau cũng không thực sự ấn tượng. Đó hoàn toàn là một trong những điểm yếu mà đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể khai thác ở trận đấu ngày hôm nay. Và ngăn cản là của Đoàn Văn Hậu. Bóng vẫn trong chân chúng ta, phản công cho đội tuyển Việt Nam. Phan Văn Đức. Văn Đức đã để mất bóng. Rồi có lẽ không phải Phan Văn Đức mà là Công Phượng, với một tình huống di chuyển khá bất ngờ sang bên phía cánh trái. Đây là Dion Kuns, cầu thủ được đánh giá rất cao bên phía Malaysia với 13 lần đã được thi đấu tại đấu trường quốc sư một châu UEFA Champions League. Pha ngăn cản của Quế Ngọc Hải. De Paula. Lawrence. Sumare. Sumare là chân sút tốt nhất ở vòng loại World Cup năm nay của Malaysia với 3 bàn, bằng với số pha lập công của Tiến Linh. Kuti. Sumare. Không được. Pha ngăn cản hợp lệ của Lương Xuân Trường. Trọng tài người Nhật Bản ông Sato đã kiên quyết nói không với tình huống ngã vừa rồi của cầu thủ nhập tịch người Gambia Sumare. Màn trình diễn của Sumare cũng như các chân sút nhập tịch khác bên phía đội tuyển Malaysia ở trận đấu gặp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mà họ đã thua với tỷ số 0-4 là vô cùng thất vọng. Và sau trận đấu đó thì truyền thông cũng như người hâm mộ bóng đá Malaysia đã gây sức ép, lên tiếng yêu cầu huấn luyện viên Tan Cheng Hue không tiếp tục bố trí những cầu thủ này đá ở trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta thấy là ông Tan Cheng Hue vẫn dành những sự tin tưởng nhất định cho một số cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia trong trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Một quả phạt cho đội tuyển Việt Nam ở khu vực giữa sân. Ông Sato rõ ràng là một gương mặt không còn quá xa lạ với những cầu thủ Việt Nam. Ông không chỉ điều khiển một số trận đấu ở V-League 2014 mà còn điều khiển khá nhiều trận đấu của đội tuyển Việt Nam cũng như U23 Việt Nam tại các giải đấu khác nhau. Pha lên bóng của cầu thủ Malaysia. Brandon Gan. Trận đấu mà Brandon Gan trở lại sau án treo giò trận đấu trước. Và phạm lỗi của Sumare với Phan Văn Đức. Cầu thủ Malaysia đã quá hiểu về sự nguy hiểm trong những pha phản công tốc độ của đội tuyển Việt Nam. Và vừa rồi là một tình huống phạm lỗi là cần thiết của Sumare để tránh cho đội nhà phải đối diện với một tình huống tấn công nguy hiểm. Trong trận đấu ngày hôm nay, huấn luyện viên Tan Cheng Hue đang sử dụng toàn bộ những cầu thủ ghi bàn tốt nhất của mình tại vòng loại. Sumare ghi được 2 bàn. Cơ hội sút xa khá bất ngờ.
đó chính là Đoàn Văn Hậu. Văn Hậu mới chỉ trở lại và chắc chắn là lúc này chưa thể có được cảm giác bóng tốt nhất. 10 phút đầu tiên của đối đầu rất quan trọng giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia đã trôi qua. Tỷ số tại An Maktoum vẫn đang là không đều. Cùng giờ thì trận đấu giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Indonesia cũng đang có tỷ số không đều. Ở bảng G vòng loại World Cup thì 4 đội tuyển là đội tuyển Việt Nam, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Malaysia và cả đội tuyển Thái Lan vẫn còn cơ hội giành vé đi tiếp. Cho đến lúc này, chỉ có duy nhất Indonesia là đã bị loại. Một chuyển không có gì nguy hiểm cho khung thành của Tấn Trường, một người đã có rất nhiều kinh nghiệm đối đầu với đội tuyển Malaysia. Những thống kê về thành tích đối đầu trong quá khứ, những kết quả đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia từ năm 2017 khi huấn luyện viên Tang Chen Hui dẫn dắt đội tuyển Malaysia đang giúp cho cầu thủ Việt Nam của chúng ta rất tự tin bước vào trận đấu này. Nhưng chúng ta cũng cảm nhận được những sự thận trọng và tôn trọng của cầu thủ đội tuyển Việt Nam dành cho đối thủ. Trọng Hoàng lại bị phạm lỗi và thêm một lần nữa người bị trọng tài nhắc nhở lại là Sumare. Đã có những phản ứng của trợ lý Lee Young-jin và trọng tài người Nhật Bản, ông Sato đã phải ra nhắc nhở đối với trợ lý Lee. Những tiếng hô vang trên khán đài của sân An Maktoum, Việt Nam, Việt Nam rất to. Và chắc chắn đây sẽ là một nguồn động lực quan trọng về mặt tinh thần dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong trận đấu quan trọng này. Một trận đấu sẽ mở ra cơ hội lịch sử để đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên lọt vào tới vòng loại cuối cùng, có cơ hội tham gia tại một vòng chung kết FIFA World Cup. Sẽ lại là một tình huống treo bóng bổng nữa. Cả hai quả đá phạt ở vị trí khá xa vừa rồi của đội tuyển Việt Nam đều được dành cho Hoàng Đức. Hoàng Đức cũng là cầu thủ thuận chân trái, nhưng so với Quang Hải thì anh có thể hình tốt hơn. Sumare. Dứt điểm. Cú rút không gây bất ngờ của Hoàng Đức. Lực vừa rồi là không căng và bóng không đi vào vị trí hiểm. Không có gì khó khăn đối với thủ thành Farizan Marilas của đội tuyển Malaysia. Chúng ta cùng xem lại pha tranh cướp bóng rất quyết liệt và sau đó là một quyết định sút xa của Hoàng Đức. Khả năng sút xa vô cùng lợi hại cũng chính là một trong những điều giúp Hoàng Đức được huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo lựa chọn cho một vị trí ở trung tâm hàng tiền vệ trong trận đấu ngày hôm nay. Chơi bên cạnh Lương Xuân Trường. Rất tốt Tấn Trường. Sức ép mà đội tuyển Malaysia tạo về khung thành của Bùi Tấn Trường cho tới lúc này chưa phải là quá lớn. Rõ ràng là từ việc đứng trước nguy cơ là sẽ giải nghệ, việc về đấu quân cho câu lạc bộ Hà Nội được coi là bản lề để giúp cho thủ môn Bùi Tấn Trường trở lại với đỉnh cao và lọt vào con mắt xanh của huấn luyện viên Park Hang-seo. Nếu như không thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội và có được những màn thể hiện tốt, rất khó để cho Tấn Trường có thể trở lại đội tuyển quốc gia. Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải,
Tiến Dũng. Các cầu thủ của chúng ta đang cầm bóng rất tự tin. Duy Mạnh. Ở chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Indonesia cách đây 4 ngày thì chúng ta đã được chứng kiến một trong những bàn thắng lịch sử. Một trong bàn thắng phải nói là theo cá nhân tôi là hay nhất của đội tuyển Việt Nam. Được kết thúc bởi Văn Thanh sau 53 đường chuyền và hơn 2 phút giữ bóng mà đối phương không chạm được vào bóng. Đó là một bàn thắng phải nói là kinh điển. Lương Xuân Trường chuyển rất hay, không hề có lỗi Việt Vị. Căng ngang, gôi! Rất tiếc cho Tiến Linh. Bàn thắng đã đến rất gần với Tiến Linh và đội tuyển Việt Nam. Phải nói rằng là may mắn đã mỉm cười với đội tuyển Malaysia trong tình huống này. Rất hiếm khi chúng ta thấy Tiến Linh bỏ lỡ cơ hội trong một tình huống ngon ăn như thế này. Hoàn toàn không Việt Vị, khung thành gần như đã mở toang. Một đường kiến tạo quá tuyệt vời của đội Văn Hậu. Rất tiếc là Tiến Linh, trung phong cắm của chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn thắng thứ tư của anh ở vòng loại World Cup năm nay và giúp cho đội tuyển Việt Nam có được bàn thắng khai thông thế bế tắc ở trận đấu này. Tất cả đều diễn ra một cách hoàn hảo cho đến trước khi Tiến Linh có cú chạm bóng sát khung thành của đội tuyển Malaysia. Cảm giác bóng và một nhịp di chuyển hơi chậm là điểm trừ trong tình huống vừa rồi. Tiến Linh. Và Văn Hậu đang cho thấy anh là người thay thế rất xứng đáng vị trí ở trận đấu trước gặp Indonesia của Nguyễn Phong Hồng Duy. Trận đấu trước thì Hồng Duy đã có 2 pha kiến tạo dành cho Tiến Linh và Quang Hải ghi bàn. Vừa rồi nếu như Tiến Linh chính xác hơn ở trong tình huống dứt điểm của mình thì bàn thắng đã được ghi cho đội tuyển Việt Nam. Một pha kiến tạo quá tốt của Văn Hậu. Những cơ hội nguy hiểm nhất đến thời điểm này của trận đấu đều thuộc về đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Đầu tiên là đường chuyền của Trọng Hoàng dành cho Tiến Linh và vừa rồi là pha kiến tạo từ bên cánh của Văn Hậu dành cho tiền đạo cắm này của đội tuyển Việt Nam. Trọng Hoàng, cài người rất khôn ngoan. Chúng ta thấy là các cầu thủ Malaysia rất khó để có thể tranh cướp bóng trong chân của Trọng Hoàng, một cầu thủ có kỹ thuật quá giả dơ và khả năng tì đè và cài người rất tốt. Không phải ngẫu nhiên mà Trọng Hoàng cùng với Đỗ Hùng Dũng đã được lựa chọn là những cầu thủ trên lứa tuổi 22 để cùng với những cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử. Trọng Hoàng thực sự là một điểm nối giữa các thế hệ của bóng đá Việt Nam, đồng thời cũng là một người dẫn dắt thế hệ hiện tại. Anh đã vô địch AFF Cup 2018 và sau đó vô địch SEA Games cùng với lứa cầu thủ trẻ hơn. Và bây giờ Hoàng lại tiếp tục cùng với các đồng đội chinh phục mục tiêu lịch sử là giúp đội tuyển Việt Nam có vé vào vòng loại thứ 3 của World Cup 2022. Không phải ngẫu nhiên mà trong một bài trả lời phỏng vấn gần đây nhất của FIFA thì họ lại chọn Trọng Hoàng là nhân vật để phỏng vấn. Thất bại trước các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ở lượt đấu trước khiến cho huấn luyện viên Tan Siew Khoe gặp rất nhiều sức ép. Sút chưa đủ khó để khuất phục được Tấn Trường. Đó là cú dứt điểm của Siafik Ahmad. Chân sút có thành tích ghi bàn tốt thứ hai của Malaysia tại vòng loại World Cup năm 2022. Anh có được 2 bàn, kém người dẫn đầu là Sumare 1 bàn. Tiến Linh đã lập tức đọc bài và áp sát pha phối hợp đá phạt vừa rồi của các cầu thủ Malaysia với một đường chuyền về cho thủ thành Farizan. Khá
các cầu thủ đá ở phía trên của chúng ta lập tức gây áp lực ngay bên phần sân của đối phương và đã bắt được bóng. Cú dứt điểm là của Phan Văn Đức. Chúng ta đang rất nỗ lực để khai thác điểm yếu ở phòng ngự của đội tuyển Malaysia. Vừa rồi là cơ hội để cho Phan Văn Đức có thể mở tỷ số của trận đấu. Ở trong cuộc đối đầu với đội tuyển Indonesia ở vòng đấu trước thì Phan Văn Đức cũng đã có một tình huống xuống bóng 10 phía cánh trái và quyết định dứt điểm ở góc hẹp, bóng đi chìm nhưng đã không thể đánh lừa được thủ môn của Indonesia. Gần một nửa thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 trận đấu đang chuẩn bị trôi qua. Tỷ số trên sân vận động Amaktum tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang là đội tuyển Việt Nam của chúng ta 0 và Malaysia 0. Đội tuyển của chúng ta vẫn đang là những người có được những cơ hội rõ ràng hơn. Tính chất quan trọng của trận đấu này buộc hai đội phải thận trọng. Dù đây là trận đấu mà cả hai đều hướng tới mục tiêu 3 điểm. Dù chúng ta luôn có thành tích áp đảo trong những cuộc đối đầu với đội tuyển Malaysia những năm qua, nhưng đó không phải là những chiến thắng dễ dàng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, mà là những chiến thắng luôn vô cùng vất vả, vô cùng khó khăn với chỉ cách biệt thường là một bàn, ngoại trừ chiến thắng 2-0 ở vòng đấu bảng của AFF Cup 2018. Quý Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, lúc này thì trận đấu giữa đội tuyển chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và đội tuyển Indonesia cũng đang có tỷ số hòa không đều. Dion Koontz, Kuti, Matthew Davis, Rashid. Trên sân thì cả đội tuyển Việt Nam của chúng ta và đội tuyển Malaysia đều đang có 4 cầu thủ đã lập công ở vòng loại World Cup 2022. Bên phía đội tuyển Việt Nam của chúng ta là Công Phượng, Quế Ngọc Hải và Duy Mạnh, mỗi người ghi một bàn, và người còn lại là Tiến Linh, 3 bàn. Công Phượng không được. Sau khi vượt qua được đội trưởng Gia Fuan của Malaysia thì Công Phượng đã không có được tình huống xử lý tốt tiếp theo để vượt qua hậu vệ Matthew Davis. Đó, Văn Hậu. Gia Fuan. Văn Hậu đá phạt cho đội tuyển Việt Nam. Đây là một cú ly cực kỳ thích hợp cho một tình huống treo bóng bổng vào trong khu vực 16m50. Một tình huống phản lỗi từ phía sau của tiền vệ phòng ngự bên phía đội tuyển Malaysia, đó là Siam Kuti. Trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Tang Chan Hue, Kuti là tiền vệ thi đấu thấp nhất, hỗ trợ phòng ngự, đánh chặt từ xa phía trước bộ đôi trung vệ, đội trưởng Gia Fuan và cầu thủ nhập tịch Dion Koontz. Lần này người thực hiện quả đá phạt không phải là Hoàng Đức nữa mà sẽ là Lương Xuân Trường. Xuân Trường. Coi! Bóng tới đầu của Quế Ngọc Hải. Tuy nhiên trước đó có lẽ là trọng tài đã bắt lỗi của một cầu thủ bên phía đội tuyển Việt Nam. Đó là lỗi việt vị. Như vậy là Quế Ngọc Hải và Duy Mạnh là hai cầu thủ đã di chuyển quá sớm và rơi vào bẫy việt vị. Sự tiếng nuối của huấn luyện viên Park Hang-seo sau tình huống vừa rồi. Bóng đã đi hết đường biên ngang trong pha đua tốc độ giữa Trọng Hoàng và Sumare. Có lẽ kể cả nếu như bóng không đi ra ngoài sân thì trọng tài cũng sẽ thổi phạt đối với Sumare. Trọng Hoàng rất tự tin vào khả năng tì đè của mình và vừa rồi đã có động tác kéo khá thô của cầu thủ nhập tịch người Gambia.
Quế Ngọc Hải rất bình tĩnh. Trọng Hoàng pha xử lý hay là của Seofik Abad. Quang người rất hay, Hoàng Đức. Vẫn là Hoàng Đức. Công Phượng đang xin bóng. Đã có cú phá bóng của Dion Kunz. Cầu thủ Việt Nam đang thể hiện một lối chơi tương đối đa dạng trong những mảng miếng tấn công của mình. Trong đó có cả những tình huống mà các trung vệ của chúng ta băng lên và xâm nhập vòng cấm đối phương cực kỳ bất ngờ. Xuân Trường và Hoàng Đức sẽ là những cầu thủ luân phiên nhau thực hiện những quả đá phạt và phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Với những quả đá chếch về bên phía cánh trái sẽ là Xuân Trường thực hiện, còn bên phía cánh phải là Hoàng Đức. Xuân Trường, Tiến Linh và Công Phượng là những người đã tham gia quả phạt góc dẫn tới bàn thắng ở trận đấu gặp Indonesia. Và lần này liệu kịch bản đó có lặp lại không? Thôi! Đánh đâu! Đó là Tiến Linh! Lại là Tiến Linh! Bàn thắng thứ tư của anh ở vòng loại FIFA World Cup năm 2022! Trận đấu thứ hai liên tiếp, Tiến Linh là người mở điểm cho đội tuyển Việt Nam. Cách đây ít phút thì Tiến Linh đã bỏ lỡ một cơ hội vô cùng đáng tiếc, nhưng giờ thì anh đã không lặp lại điều đó nữa. Vâng, và rất trùng hợp khi người kiến tạo cho Tiến Linh không ai khác lại là Đoàn Văn Hậu. Trước đó Văn Hậu đã tạo ra một cơ hội 10-10 để Tiến Linh mở tỷ số nhưng anh đã bỏ lỡ, nhưng lần này thì không. Văn Hậu đã không cá nhân, anh đã không đánh đầu thẳng về phía khung thành của đối phương mà thực hiện một pha đánh đầu kiến tạo dành cho đồng đội. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Hoàn toàn xứng đáng. Hệ thống phòng ngự của đội tuyển Malaysia đã hoàn toàn bị đánh tơi bời ở tình huống này. Khả năng quan sát và kiểm soát lực bằng đầu vừa rồi của Văn Hậu là cực tốt. Rất nhiều cầu thủ với những cơ hội như vừa rồi sẽ thực hiện một cú đánh đầu thẳng về phía khung thành đối phương, nhưng Văn Hậu thì không. Anh quan sát và thực hiện một pha kiến tạo bằng đầu cực tốt, đúng với vị trí bằng vào để thực hiện cú đánh đầu của Tiến Linh. Đúng là ở thời điểm hiện tại, tìm ra một trung phong cắm để thay thế được vị trí của Tiến Linh là rất khó. Hy vọng là một lần nữa Tiến Linh lại mang đến may mắn cho đội tuyển Việt Nam. Trận đấu thứ hai liên tiếp anh mở tỷ số. Ở trận đấu trước thì phải sang đến hiệp 2 chúng ta mới có bàn khai thông bế tắc. Còn bây giờ thì hiệp 1 trận đấu mới chỉ trôi qua được ra nửa thời gian. Và chúng ta đã mở tỷ số vào lưới đội tuyển Malaysia, một đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn so với đội tuyển Indonesia ở thời điểm này. Và vẫn đang còn mục tiêu cạnh tranh vé. Bùi Tiến Dũng. Cú phá bóng rất mạnh lên của Quế Ngọc Hải. Cơ hội phản công. Được chuyền lên cho Tiến Linh. Ngô Tuấn Độ. Thủ môn của Malaysia Farizan đã phải băng ra ngoài khu vực 16m50. Có được bàn thắng dẫn trước, mọi thứ sẽ càng trở nên dễ dàng hơn đối với thầy trò huấn luyện Park Hang-seo. Malaysia quyết tâm giành chiến thắng để nuôi hy vọng mong manh giành quyền đi tiếp. Chắc chắn là họ sẽ cần phải thi đấu với một đội hình dâng cao hơn nữa, và đó là cơ hội cho những tình huống phản công của chúng ta. Quá đơn giản cho tình huống cắt bóng vừa rồi. Đó có lẽ là tình huống phá bóng lên của Duy Mạnh. Cuti. Bàn thua vừa rồi chắc chắn sẽ khiến đội tuyển Malaysia phải dồn lên. Đội hình của họ sẽ được đẩy lên cao hơn. Và đây sẽ là lúc mà đội tuyển Việt Nam phát huy sở trường chơi phòng ngự phản công của mình dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Đội tuyển Việt Nam có được bàn mở tỷ số vào lưới của đội tuyển Malaysia thì đội chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đã có được lợi thế rất bàn trước đội tuyển Indonesia, và khoảng cách giữa đội tuyển Việt Nam của chúng ta với đội bám đuổi ngay phía sau, đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, vẫn đang là 2 điểm. Lúc này các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang dẫn Indonesia với tỷ số 2-0. Những người lập công cho đội chủ nhà vẫn là hai cái tên quen thuộc, đó là Marcus và Fabio Lima
một cầu thủ nhập tịch Brazil. Cầu thủ Malaysia đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc đưa bóng xâm nhập vào khu vực 16m50 trước khung thành của thủ môn Tấn Trưởng. Sơ đồ chiến thuật 3-4-3 mà huấn luyện viên Park Hang-seo đang sử dụng, và với những cầu thủ chất lượng mà ông đang có trong tay, giúp cho đội tuyển Việt Nam là một đội bóng có khả năng chuyển hóa từ trạng thái phòng ngự sang tấn công, từ tấn công sang phòng ngự rất nhanh, và hiện tại đang là số 1 của khu vực Đông Nam Á. Từ đầu trận đấu chúng ta thấy là Đoàn Văn Hậu đã bắt chết được Siafik, cầu thủ số 11 cực kỳ nguy hiểm bên phía đội tuyển Malaysia. Một phút cooling break dành cho hai đội để cập nhật và thưởng thức những thông tin mới nhất, nóng nhất về các giải đấu, các sự kiện thể thao, đặc biệt là những tình huống đáng chú ý về các bàn thắng của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup cũng như giải đấu UEFA Euro 2020. Quý vị hãy đón xem chuyên mục VTV Sport trên ứng dụng VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam. Và trong thời gian này thì quý vị cũng đừng quên những khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19. Đó là không tụ tập đông người, không tổ chức xem bóng đá đông người với các trận đấu của đội tuyển Việt Nam và các trận đấu khác. Đặc biệt là việc quán triệt không được tiếp xúc giữa những người đang cách ly trong các khu vực tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú, những người đang trong các khu vực phong tỏa, bệnh nhân và người chăm sóc trong các cơ sở khám, chữa bệnh để tránh nguy cơ bị lây nhiễm chéo có thể xảy ra. Một lần nữa chúng ta hãy cùng xem lại bàn mở tỷ số của Nguyễn Tiến Linh. Trong trận đấu trước gặp đội tuyển Indonesia, trước một đội bóng có lối chơi phòng ngự một cách tiêu cực và đá rất rắn, rất xấu, đội tuyển Việt Nam đã gặp khó khăn ở trong hiệp 1. Nhưng trước một đối thủ khó chịu hơn rất nhiều là Malaysia, với một lối chơi bình tĩnh, lạnh lùng, biết mình biết người, đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 27 của hiệp 1. Và thậm chí chúng ta còn có cơ hội để dẫn trước sớm hơn như vậy. Công Phượng! Công Phượng! Rất hay. Văn Hậu. Cú đánh đầu phá bóng của Lawrence. Cuti. Matthew Davis. Dan Kunz. Pha giật gót không thành công của Lawrence. Trọng tài xác định quyền ném biên thuộc về đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Điều mà chúng ta chờ đợi, bàn thắng mở tỷ số đã tới, và bây giờ là lúc chúng ta nghĩ tới việc sẽ có được thêm những bàn thắng để tạo cách biến an toàn cho mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm. Văn Hậu. Bùi Tiến Dung. Còn khoảng 10 phút nữa, thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 sẽ khép lại. Đội tuyển Việt Nam dẫn trước là một kết quả hoàn toàn xứng đáng với những gì mà các học trò của huấn luyện Park Hang-seo đã thể hiện kể từ đầu trận. Trọng Hoàng. Được chuyện. Người cắt bóng là đội trưởng Gia Phu An. Trọng tài đã thổi phạt với pha tranh cướp bóng vừa rồi của Công Phượng.
Trước trận đấu, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Malaysia, ông Tan Chang Hui và các cầu thủ của mình đã có những phát biểu rất tự tin về việc sẽ gây khó khăn và thậm chí là đánh bại đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Nhưng thực tế với những gì đã diễn ra chỉ sau khoảng 35 phút vừa qua thì việc có được điểm số trước đội tuyển Việt Nam của chúng ta là điều rất khó đối với đội tuyển Malaysia. Đường chuyền của Rashid lại là Xuân Trường xuất hiện một cách rất hợp lý. Chiếc thẻ đầu tiên của trận đấu đã được rút ra và có lẽ nó thuộc về hậu vệ cánh trái Lawrence. Một tình huống mà Hoàng Đức đã nhận được bóng sau pha tranh cướp bóng và chuyền bóng của Xuân Trường, và Lawrence đã buộc phải phạm lỗi ở giữa sân. Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu đã được trọng tài người Nhật Bản ông Sato rút ra. Với chiều cao rất tốt của mình, chúng ta thấy là Văn Hậu có rất nhiều lợi thế trong các tình huống tranh cướp bóng bổng. Rõ ràng là Văn Hậu hoàn toàn vượt trội về cơ bắp cũng như về thể hình, về chiều cao với hậu vệ cánh phải Matthew Davis và trung vệ đội trưởng Gia Fuan. Và điều quan trọng là Văn Hậu lúc này đang gần như là phong tỏa được sự nguy hiểm của cầu thủ số 11 Safawi Rashid, cũng như đóng góp rất tích cực cho lối chơi tấn công của đội tuyển Việt Nam với những tình huống nên tham gia bên phía cánh trái. Safawi Rashid và lấy bóng rất tốt của Hoàng Đức. Lần này thì lỗi thuộc về Kuti. Siem Kuti đã có tác động đối với Lương Xuân Trường, khiến cho tiền vệ trung tâm số 6 của chúng ta đã không trụ vững. Thời tiết rất nóng và nó khiến cho thể lực của các cầu thủ của cả đội tuyển Việt Nam chúng ta cũng như của Malaysia đến thời điểm này đã có phần bị suy giảm. Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng, Phạm Văn Đức. Điểm chuyền ngang mất bóng khá nguy hiểm của Phạm Văn Đức. Đây là cơ hội phản công dành cho đội tuyển Malaysia. Sumare, rất may là cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã lùi về rất nhanh. Matthew Davis, nguy hiểm, pha cứu thua tuyệt vời của Tấn Trương. Một tình huống cứu thua mà có lẽ là cầu thủ Malaysia không thể tin được. Siafik Ahmad đã có một cú đánh đầu rất hiểm, nhưng Tấn Trương với chiều cao và với sải tay rất tốt của mình đã kịp thời cứu thua cho đội tuyển Việt Nam. Cơ hội nguy hiểm nhất của đội tuyển Malaysia đã bị thủ môn Bùi Tuấn Trường từ chối. Với màn thể hiện như thế này thì chúng ta có thể hiểu tại sao Tấn Trường tự tin là ngay cả nếu như Văn Lâm có mặt ở Dubai thì cũng rất khó để có thể cạnh tranh vị trí bất chính với anh. Quá hay, quá xuất sắc. Một pha cứu thua không khác gì một bàn thắng đối với đội tuyển Việt Nam. Phản xạ tuyệt vời của Bùi Tấn Trường. Một trận đấu mà người ta đã nói rất nhiều đến việc Tấn Trường cần phải thể hiện được mình trong cuộc đối đầu với đội tuyển Malaysia. Tình huống bóng bổng vừa rồi là một trong những lời cảnh tỉnh đối với hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam chúng ta. Đội tuyển Việt Nam là đội tuyển có hàng phòng ngự tốt nhất ở bảng G, thì trước trận đấu này mới chỉ để thủng lưới có một bàn và ghi 9 bàn. Và chúng ta chính là đội bóng có hàng phòng ngự tốt thứ hai tại vòng loại World Cup khu vực châu Á, chỉ sau đội tuyển Hàn Quốc. Đội bóng chưa phải nhận bàn thua nào cho tới lúc này. Và đá phạt góc của đội tuyển Malaysia, Phan Hô Tấn Trường và băng giá đấm bóng chính xác. Và cản phá là của Đoàn Văn Hậu.
Những sóng gió đã trôi qua trước khung thành của thủ môn Bùi Tấn Trường. Một trận đấu đến thời điểm này, các tuyến của đội tuyển Việt Nam đang hoạt động khá tốt. Hoàng Đức. Quế Ngọc Hải. Các cầu thủ của chúng ta không có gì phải vội vàng. Bị dẫn bàn trước, chắc chắn là cầu thủ Malaysia sẽ còn phải vội vàng và thi đấu với một đội hình cao hơn khi bước sang hiệp đấu thứ hai. Và đó là thời cơ để cho chúng ta tung ra những đòn phản công để kết thúc trận đấu. Matthew Davis. Zafuan. Dan Kunz. Lawrence. Dan Kunz, một cầu thủ đã có 13 trận đấu ở UEFA Champions League, đã từng thi đấu cho những câu lạc bộ của Bỉ như là Lovang, Brugge và hiện tại đang đầu quân cho đội bóng của Đan Mạch, Midtjylland. Chỉ những thông số như vậy thôi, thế là anh cần phải có nhiều thời gian để thích nghi với lối chơi và sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Tan Chang Huê. Khoảng trống. Cần phải có một cầu thủ áo đỏ của chúng ta áp sát đối phương ở tình huống như vừa rồi, không để cho họ giành chân dứt điểm như vậy. Công Phượng. Cơ hội phản công của chúng ta. Nhưng rõ ràng là đội tuyển Việt Nam ở tình huống vừa rồi không có nhiều sự hỗ trợ cho Công Phượng. Những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Những cơ hội vừa rồi dành cho đội tuyển Malaysia khiến chúng ta đang thực sự nhớ tới Nguyễn Tuấn Anh. Phải nói rằng là Hoàng Đức và Xuân Trường ở trận đấu ngày hôm nay thi đấu khá tốt, nhưng riêng ở khía cạnh tranh cướp bóng và hỗ trợ phòng ngự thì chưa thể hiện được nhiều so với 35 phút mà Tuấn Anh đã thể hiện ở trong cuộc đối đầu với đội tuyển Indonesia. Một phút vừa qua thì đã có những khoảng trống ở khu vực trung lộ dành cho đội tuyển Malaysia và các cầu thủ áo vàng đã ngay lập tức thực hiện những tình huống sút xa. Farizan. Zafuan. Chúng ta thấy là tỷ lệ kiểm soát bóng của Malaysia là tương đối vượt trội so với đội tuyển Việt Nam. Nhưng chúng ta cũng đang chơi rất chủ động. Sẽ có một quả đá phạt dành cho đội tuyển Malaysia. Ông Sato đã quyết định thổi phạt pha vào bóng của Đoàn Văn Hậu. Theo quan điểm của tôi thì đó là một quyết định chính xác. Một tình huống đã không vào trúng bóng của Văn Hậu. Và đây là một cơ hội nguy hiểm dành cho đội tuyển Malaysia. Một quả đá phạt trực tiếp với cự ly và góc sút khá lý tưởng. Và chúng ta cùng chờ đợi là Tuấn Trường sẽ tiếp tục có được sự tập trung. Đây là một vị trí đá phạt mà cầu thủ số 11 Safawi Rashid luôn có những cú đá rất nguy hiểm. Nhưng không biết Malaysia sẽ sử dụng phương án nào. Hiệp 1 đang dần trôi về những phút cuối rồi. Hy vọng là đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ bảo toàn được tỷ số trước khi bước vào giờ nghỉ. Đúng là Safawi Rashid sẽ là người đứng trước quả đá phạt này cho đội tuyển Malaysia. Anh đã có được 2 bàn thắng ở vòng loại bằng với số bàn thắng của Siafik Ahmad và kém người dẫn đầu đó là Sumare, một bàn ở đội tuyển Malaysia. Có được bàn gỡ hòa hay không trong hiệp 1 của đội tuyển Malaysia phụ thuộc rất nhiều vào quả đá phạt này. Safawi đang lấy đà một cách rất tập trung. Safawi. Hoàn hồi tận trường. Tận trường một lần nữa xuất sắc để cứu thua cho đội tuyển Việt Nam. Pha đổ người đấm bóng chính xác. Khi chúng ta chỉ dẫn 1-0, Tấn Trường chọn giải pháp an toàn đó là đấm bóng. Còn nếu như chúng ta dẫn sâu, những tình huống như vừa rồi, Tấn Trường hoàn toàn có thể thử nghiệm khả năng bắt dính bóng của mình.
một thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, quả phạt góc cho đội tuyển Malaysia. Hai phút là thời gian đã bù giờ cho hiệp đấu đầu tiên. Siam khá nguy hiểm, nhưng bóng đã trôi hết đường biên ngang mà chưa chạm một cầu thủ nào. Bóng đã tượt qua đầu của tiền đạo nhập tịch Guilherme Lucrecio. Lucrecio cùng với Safari Rashid là hai cầu thủ thi đấu rất mờ nhạt trên hàng tấn công của Malaysia ở hiệp 1 này. Hai cầu thủ khiến cho khung thành của thủ môn Bùi Tuấn Trường gặp phải những khó khăn, những thử thách ở trong hiệp 1. Trong đó đặc biệt là cú đánh đầu của Siafik Ahmad, và bên cạnh đó là những tình huống tấn công của Sumare. Có lẽ đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ bảo toàn được lợi thế dẫn bàn khi bước vào thời gian nghỉ giữa hai hiệp. Phút đá bù giờ cuối cùng của hiệp 1, đây là Matthew Davis, Brandon Gunn, Trọng Hoàng, chết khá nguy hiểm. Cơ vào! Phải nói rằng đó là một tình huống may mắn với đội tuyển Việt Nam. Bóng chạm chân của một cầu thủ áo đỏ đổi hướng, thủ môn Tấn Trường gần như đã phải đứng chôn chân. Nhưng rất may là bóng đi chệch khung thành. Người đã chạm chân vào bóng tình huống này là Đoàn Văn Hậu. Một quả phạt góc nữa cho đội tuyển Malaysia trước khi hiệp đấu đầu tiên kết thúc. Vừa rồi thì chân sút nhập tịch người Brazil, chân sút người Brazil nhập tịch đã phần nào thể hiện được sự nguy hiểm của mình. Rất tốt, các cầu thủ bọc lót cho nhau rất tốt, và tiếng còi kết thúc hiệp một trận đấu của trọng tài Sato đã vang lên. Đội tuyển Việt Nam tạm thời dẫn đối thủ của mình với tỷ số 1-0 so với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Hiệp 2 trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia đã bắt đầu. Ở đầu hiệp 2 thì cả huấn luyện viên Park Hang-seo của chúng ta và Tan Chang Hui của đội Malaysia vẫn chưa có sự thay đổi người nào. Phạm Văn Đức. Trọng Hoàng đã để mất bóng. Như vậy là đến lúc này thì chúng ta mới có thông tin về sự thay đổi người đầu tiên trong trận đấu đến từ phía đội tuyển Malaysia. Cầu thủ mặc áo số 20, Safik Ahmad, người đã có cú đánh đầu rất nguy hiểm khiến cho thủ môn Bùi Tấn Trường phải cản phá bằng những đầu ngón tay, là người được cho ra nghỉ. Và người vào sân thay thế cho anh là số 12, Nasmi Faiz. Chiếc thẻ vàng thứ hai được rút ra, nó thuộc về Sumare, một cầu thủ đã phạm lỗi rất nhiều lần ở trong hiệp 1. Nhưng lần này thì trọng tài người Nhật Bản, ông Sato, đã quyết định rút thẻ đối với cầu thủ nhập tịch của Malaysia này. Như vậy là cả hai thẻ vàng ở trong trận đấu ngày hôm nay đến thời điểm này đều thuộc về phía cầu thủ Malaysia. Trong hiệp 1 là chiếc thẻ dành cho hậu vệ cánh Lawrence, và phút đầu hiệp 2 là của tiền đạo Sumare. Xuân Trường, Bùi Tiến Dũng, Văn Hậu.
được Paula. Và can thiệp là của Lương Xuân Trường. Lorenz. Sumare. Lorenz. Đoàn Văn Hậu. Rất chính xác. Văn Đức. Hiệp hai này chắc chắn cầu thủ Malaysia sẽ phải đẩy cao đội hình và chơi tấn công mạnh mẽ hơn nữa so với hiệp đấu đầu tiên, khi họ đang bị dẫn bàn trong một trận đấu mà Malaysia buộc phải thắng. Và đó cũng là thời cơ chúng ta tận dụng những tình huống phản công nhanh nếu như đối thủ nôn nóng. Quý vị khán giả đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ vòng loại thứ hai bảng G FIFA World Cup năm 2022 khu vực châu Á. Trận đấu này được mang đến bởi Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty Cổ phần Giải pháp Truyền hình Thế hệ mới Lex Media. Công Phượng. Đã có lỗi của cầu thủ bên phía Malaysia. Đó là số 19 người mới vào sân, Akia Rashid. Khá trùng lập khi mà những cầu thủ hoạt động hai bên cánh như là Trọng Hoàng và Văn Hậu đã bị các cầu thủ Malaysia phạm lỗi rất nhiều trận đấu ngày hôm nay. Hoàng Đức. Đường chuyền rất hay, Văn Hậu. Vẫn là đoàn Văn Hậu. Tiến Dung. Vừa rồi thì Văn Hậu đã bị phạm lỗi nhưng trọng tài cho đội tuyển Việt Nam hưởng phép lợi thế. Người phạm lỗi với anh là Siam. Quế Ngọc Hải. Rất chính xác. Văn Hậu. Phạm Văn Đức. Lawrence. Đội tuyển Việt Nam đang thi đấu vây giáp đối phương ngay bên phần sân của Malaysia. Xuân Trường. Hoàng Đức. Tình huống để mất bóng của Công Phượng. Sumare. Vẫn là Sumare. Vẫn là sự bọc tót cho nhau rất tốt của cao thủ Việt Nam. Lỗi rõ ràng, xứng đáng phải nhận thẻ. Tình huống ngăn cản trái phép và phản công của đội tuyển Việt Nam. Thẻ vàng dành cho Siam Kuti. Rõ ràng là đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang thể hiện được những tố chất về mặt kỹ thuật và phối hợp rất lý của mình. Chúng ta không quá chú trọng vào thời gian kiểm soát bóng mà cũng chắc chắn trong khả năng kiểm soát bóng và tận dụng những cơ hội để triển khai những pha bóng tấn công sắc sảo. Cả ba thẻ vàng của trận đấu đến thời điểm này đều thuộc về phía cầu thủ Malaysia. Và nếu cứ tiếp tục phạm lỗi nhiều như vừa rồi, loại trừ khả năng là cầu thủ Malaysia sẽ kết thúc trận đấu mà không có đầy đủ 11 cầu thủ trên sân. Đường chuyền hỏng vừa rồi là của Đỗ Duy Mạnh. Bóng đến chân của Akia Rashid, cầu thủ trẻ và cực kỳ nhanh nhẹn bên phía đội tuyển Malaysia. Đó là pha cắt bóng của số 5 Dayan Khuns. Lorenz. Chuyền của đội trưởng Gia Phu An. Martin Davis. Pha ngăn cản tốt của đoàn Văn Hậu. Ngày hôm nay thì đoàn Văn Hậu cùng với Xuân Trường đã có khá nhiều những tình huống ngăn cản rất kỹ thuật, hợp lệ. Cầu thủ của Malaysia đã ngã nhưng trọng tài của Nhật Bản ông Sato nói không với những quả đá phạt dành cho các đội bạn.
Phạm Văn Đức, Văn Hậu. Rất bình tĩnh và tự tin bên phần sân nhà của đội tuyển Việt Nam. Dan Kuns. Rõ ràng là đội hình của đội tuyển Malaysia trong phút vừa qua của hiệp 2 được đẩy lên cao hơn rất nhiều so với hiệp 1. Lawrence. Quá đơn giản cho pha cắt bóng vừa rồi của Quế Ngọc Hải. Pha phối hợp không ăn ý giữa Dan Kuns và Lawrence. Duy Mạnh. Tuti. Matthew Davis. Đội tuyển Malaysia đẩy cao đội hình tấn công sẽ giúp cho đội bóng này có thêm những cơ hội tiếp cận khung thành của thủ môn Tấn Trường, nhưng sẽ mở ra những cơ hội để phản công nguy hiểm hơn dành cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Dan Kuns. Đây là một cái trận phòng ngự chủ động của đội tuyển Việt Nam. De Paula, người đã tung ra cú sút rất nguy hiểm ở những phút cuối hiệp 1. Zafuan. Siem Kuti. Sumare. Cầu thủ Suga đã bỏ lót và đoạt lại bóng. Xuân Trường. Malaysia đã lao vào trên cướp bóng với Hoàng Đức. Thống kê đang cho thấy cầu thủ Malaysia đang phạm lỗi vượt trội so với đội tuyển Việt Nam. Vừa rồi là lần thứ 14 phạm lỗi của cầu thủ Malaysia kể từ đầu trận, trong khi số lần phạm lỗi của đội tuyển Việt Nam chúng ta mới chỉ là 5 lần. Rất hay. De Paula. Cơ hội phản công cho cầu thủ Malaysia. Quế Ngọc Hải đã xuất hiện rất đúng lúc để ngăn cản tình huống phối hợp phản công vừa rồi. Và bây giờ là cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Quang Huy ơi! Công Phương! Công Phương! Không được. Quyết định thực hiện cú sút bằng chân trái sau khi đi bóng rất tự tin ở khu vực trung lộ. Có lẽ việc đã ghi những bàn thắng bằng chân trái ở giải vô địch quốc gia năm nay khiến cho Công Phương rất tự tin trong tình huống qua người và dứt điểm bằng chân trái vừa rồi của anh. Hoàng Đức đã có mặt ở bên phía cánh trái, Tiến Linh đã có mặt bên phía cánh phải. Công Phượng không chuyền cho ai cả và quyết định thực hiện cú dứt điểm. Nhưng đây là tình huống dứt điểm lực không tốt và điểm đi của trái bóng cũng không nguy hiểm. Công Phượng mới chỉ có được một bàn thắng ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và đó là bàn thắng của anh ghi được trong trận đấu trước gặp Indonesia. Như vậy có vẻ như huấn luyện viên Park Hang-seo vừa thực hiện hai sự thay đổi cầu thủ liên tiếp. Đức Huy và Văn Thanh là hai cầu thủ vào sân để thay cho Công Phượng và Lương Xuân Trường. Cùng thời điểm này, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã có 4 bàn thắng vào lưới đội tuyển Indonesia và đang dẫn với tỷ số 4-0. Chiến thắng dành cho đội chủ nhà là điều không phải bàn cãi. Và đội tuyển Việt Nam cũng cần phải duy trì lợi thế trước đội tuyển Malaysia để tiếp tục giữ ngôi đầu bảng của mình trước khi bước vào trận đấu cuối cùng gặp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và bằng ra bắt bóng rất an toàn của Bùi Tấn Trường. Màn trình diễn của Bùi Tấn Trường trong hiệp 1 trận đấu, đặc biệt là những phút cuối hiệp 1, là cực kỳ xuất sắc. Duy Mạnh. Trọng Hoàng. Việc tung một lúc cả Đức Huy và Văn Thành vào sân đang cho thấy là những phút còn lại của trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo đang tập trung và ưu tiên nhiều hơn cho khâu phòng ngự. Đức Huy vào sân thay thế cho Lương Xuân Trường sẽ gia tăng khả năng đánh chặn từ xa của hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam. Và một bất ngờ mà huấn luyện viên Park Hang-seo đang dành cho đối thủ của mình,
khi Văn Thanh vào sân và đá vào vị trí của Công Phượng. Văn Thanh sẽ chơi tiền đạo lùi. Và xử lý của Bùi Tiến Dũng. Chập bóng rất quyết liệt. Đó là tình huống thổi phạt Vũ Văn Thành. Văn Thành đã có một khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc khi ghi bàn rất đẹp mắt ấn định tỷ số 4-0 cho đội tuyển Việt Nam trước Indonesia. Thắng đến sau kết quả của một tình huống phối hợp lên tới 53 đường chuyền và khoảng thời gian giữ bóng hơn 2 phút của đội tuyển Việt Nam. Lúc này thì đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập nhất đang dẫn trước đội tuyển Indonesia với tỷ số 4-0. Đây là tỷ số họ đã thắng đội tuyển Malaysia. Và thật trùng lập khi mà 4 bàn thắng được chia đều cho hai cái tên đã ghi bàn cũng đều lập cú đúp của lưới của Malaysia, đó là Marcus và Lima. Đứng trước quả đá phạt cho đội tuyển Malaysia là cầu thủ vào sân thay người, Nasmi Faiz. Ta nghe rất rõ Bùi Tấn Trường đang chỉ huy hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Thứ 60. Nasmi. Rất nguy hiểm. Một thoáng sơ hở của hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam và đã tạo cơ hội cho De Paula thoát xuống đối mặt với Bùi Tấn Trường. Văn Thanh vừa rồi cũng đã hơi mất tập trung. Đang có những tín hiệu cảnh báo nguy hiểm đối với hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Hiệp một là tình huống đánh đầu của Ahmad khiến cho thủ môn Tấn Trường rất vất vả để cứu thua, và vừa rồi là cơ hội dành cho tiền đạo nhập tịch người Brazil, De Paula. Lối của Vũ Văn Thành đối với Dan Kunz. Thêm một sự thay đổi cầu thủ bên phía đội tuyển Malaysia. Như vậy là chân sút nhập tịch Sumare đã rời sân. Nhiều vị trí cho Harapi. Thay đổi trên hàng tấn công. Được Paula. Hoàn toàn không có lỗi của Đỗ Duy Mạnh. Hoàng Đức. Xem lại tình huống khoảng xuống rất khôn ngoan phá bẫy việt vị của De Paula. Rất may là cú chạm chân của tiền đạo vào số 16 này, bóng không đi ra sát một trong hai cột dọc khung thành của thủ môn Tấn Trường và tìm tới đúng vị trí của một đội tuyển Việt Nam chúng ta. Nếu bóng đi chạch ra một trong hai cột, rất khó để cho Tấn Trường có thể phản xạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á bảng G. Trận đấu này được mang đến quý vị bởi Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty Cổ phần Giải pháp Truyền hình Thế hệ mới Next Media. Nice. Thưa Davis. Hanapi. Davis. Khâu phòng ngự
sẽ được ưu tiên đặc biệt trong khoảng 30 phút còn lại của trận đấu nếu tính cả thời gian bù giờ. Và đương nhiên chúng ta sẽ chờ đợi những cơ hội để phản công ghi bàn thắng thứ hai. Arabi, anh đã vượt qua được Văn Hậu, vẫn là Hanabi. Nguyễn Hải, Arthur Davis, cú đánh đầu ngược. Hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam đang được huy động tổng lực, cả những cầu thủ đá phía trên cũng sẵn sàng lùi sâu để hỗ trợ cho các đồng đội ở phía dưới. Trận đấu này thì ông Tan Chanh Huê đã nhận tin không vui, cha ông ở quê nhà đã qua đời. Trời, nó chịu còn rất nhiều so với Indonesia. Rất hay, pha qua người của Hoàng Đức. Thôi, cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Trọng Khê, không vào. Không hiểu vừa rồi là cú dứt điểm hay là đường chuyền của Trọng Hoàng nữa. Một tình huống ghi đậm dấu ấn của Hoàng Đức, anh qua một loạt các cầu thủ của Malaysia và thực hiện đường Trọng Khê mở toang cơ hội cho Trọng Hoàng. Có lẽ vừa rồi đó là cú dứt điểm của Trọng Hoàng chứ không phải là đường chuyền. Cả Trọng Hoàng và Tiến Linh ở trận đấu ngày hôm nay đều đã bỏ lỡ những cơ hội 10-10. Nếu như tỷ số là 2-0 thì có lẽ mọi thứ sẽ chấm hết cho những hy vọng có điểm và lỗi ngược dòng của đội tuyển Malaysia. Sự nối tiếc được cảm nhận rất rõ qua phản ứng vừa rồi của huấn luyện viên Park Hang-seo. Chúng tôi hoàn toàn có thể hiểu được cảm xúc của huấn luyện viên Park Hang-seo ở tình huống bỏ lỡ vừa rồi của Trọng Hoàng. Nếu như bàn thắng được ghi thì đội tuyển Việt Nam gần như cầm chắc chiến thắng ở trong tay với thế trận như thế này. Nhưng một khi Malaysia vẫn đá như thế này, vẫn nôn nóng dâng cao, chúng ta vẫn còn những cơ hội như vậy. Quả tạt cú tốt của cầu thủ Malaysia. Đó là pha xử lý của Hanabi. Hanabi sau khi vào sân đang đá chám vào vị trí của Sauri Rashid. Và chỉ phút chuyển sân thì Hanabi đã để lại những dấu ấn. Anh đã có những tình huống xử lý vượt qua Văn Hồng và những cầu thủ phòng ngự của đội tuyển Việt Nam, tạo ra những đường chuyền vào trong khu vực 16-50 trước khung thành của thủ môn Tấn Trường. Rất tiếc cho những cơ hội bị bỏ lỡ như vừa rồi của Trọng Hoàng, bởi nếu cách biệt là hai bàn, chiến thắng gần như sẽ nằm chắc trong tay của đội tuyển Việt Nam. Và khi đó chúng ta sẽ rất rộng cửa để có thể tự quyết tấm vé giành quyền vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 khu vực châu Á. Đã có va chạm xảy ra và đây là tình huống khiến cho Tiến Linh, cầu thủ ghi bàn duy nhất của trận đấu, bị đau. Một tình huống tiểu xảo của cầu thủ bên phía Malaysia và trên cú trỏ kín của Brandon Gan, trọng tài Sato đã không quan sát được. Đây là pha bóng nếu trọng tài quan sát được, Brandon Gan xứng đáng phải nhận thẻ. Nếu như trận đấu này đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thì ở trận đấu cuối cùng trong chung kết của bảng đấu gặp đội chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, chúng ta sẽ rất rộng cửa, bởi khi đó chúng ta sẽ có hai cơ hội để kết thúc bảng đấu ở vị trí dẫn đầu, đó là chiến thắng và thậm chí là một kết quả hòa. Như chúng tôi đã đề cập thì trận đấu này chúng ta chỉ cần một điểm là sẽ chắc chắn có được vị trí là một trong hai đội có thành tích tốt nhất ở bảng G vòng loại thứ hai, và cũng sẽ có nhiều cơ hội với tư cách là một trong số 4 hoặc 5 đội đứng nhì bảng có thành tích tốt nhất để vào vòng tiếp theo. Chúng ta không muốn đi tiếp ở những cánh cửa như vậy, là muốn hiên ngang tiến vào vòng loại thứ ba của FIFA World Cup 2022 với tư cách là đội đầu bảng.
có 8 đội của khu vực Đông Nam Á tham dự vòng loại World Cup, và đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang là đội có được phong độ tốt nhất. Bóng vẫn trong sân, Trọng Hoàng, Hoàng ơi, Lawrence. Những phút vừa qua đã có sự hoán đổi ở vị trí của Trọng Hoàng và Văn Thành. Văn Thành đang đá lùi xuống thấp hơn và nhường lại vị trí phía trên của mình cho Trọng Hoàng. Hanapi, Siemakuti, Nasmi. Trong hiệp 2 thì huấn luyện viên Đan Trang Hồi đã tung 3 cầu thủ vào sân, đó là Nasmi, là Hanapi và Rashid, cầu thủ áo số 12, 18 và 19. Hoàng Đức. Những phút vừa qua Hoàng Đức thi đấu tuyệt hay. Duy Mạnh. Bóng có vẻ như đã chạm chân Vũ Văn Thành trước khi ra ngoài sân. Phút thứ 70. Thời gian hiệp 2 trận đấu vẫn còn khá nhiều. Các thủ Việt Nam vẫn cần phải hết sức tập trung. Lawrence. Akhir Rashid. Lawrence. Pha phối hợp khá hay của cầu thủ Malaysia. Chuyển bóng cho De Paula. Như vậy là trọng tài xác định đã có lỗi của Văn Hậu đối với tiền đạo người Brazil De Paula. Các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã phản ứng với quyết định của trọng tài người Nhật Bản, nhưng tiếng còi đã cất lên. Quyết định có lẽ sẽ không được thay đổi. Chúng ta cùng xem lại góc quay chậm. Trọng tài chính xác, đây là tình huống mắc lỗi của Đoàn Văn Hậu. Không phải là một tình huống thổi phạt penalty oan uổng. Văn Hậu đã chơi rất hay, đã có 2 pha kiến tạo cực kỳ tốt, tham gia những tình huống phòng ngự cũng khá tốt kể từ đầu trận, nhưng vừa rồi thì anh đã mắc lỗi. Bây giờ là một cơ hội rất tuyệt vời để cho cầu thủ Malaysia có thể quân bình tỷ số của trận đấu từ chấm 11m. Người được giao nhiệm vụ thực hiện quả đá phạt chính là người đã bị phạm lỗi, De Paula. Tấn Trường đã rất xuất sắc trong tình huống cản phá cú đánh đầu của Ahmad ở trong hiệp 1. Và bây giờ chúng ta cùng xem là liệu kinh nghiệm và sự dày dặn của anh sẽ chiến thắng được De Paula hay không. Tiền đạo nhập tịch người Brazil cũng đang rất căng thẳng trước quả đá 11m này của cầu thủ Malaysia. Chúng ta sẽ cùng hy vọng là Tấn Trường sẽ thành công trong tình huống 11m này của Malaysia. De Paula đang lấy đà rất xa. Không nhiều cầu thủ lấy đà xa trong những quả 11m như thế này. Rất căng thẳng. De Paula và Bùi Tấn Trường. Cú sút quá tốt, Tấn Trường đã đoán đúng hướng. Nhưng cú sút vừa rồi của De Paula vừa hiểm lại có lực rất căng. Và như vậy là trận đấu đang có tỷ số hòa 1-1. Thắng đầu tiên của De Paula ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cho đội tuyển Malaysia. Nhiều cơ hội để dẫn trước với tỷ biệt lớn hơn một bàn nhưng đã bỏ lỡ, và cuối cùng thì một sai lầm trong tình huống phạm lỗi ở vòng cấm của Văn Hậu đã giúp cho các cầu thủ Malaysia có được cơ hội gỡ hòa 1-1 từ chấm 11m. Chắc chắn là những phút còn lại
sẽ còn hấp dẫn hơn rất nhiều khi mà cả hai đội tuyển Việt Nam của chúng ta và đội tuyển Malaysia đều không hài lòng với kết quả hòa. Tuấn Trường đã đoán hướng cực tốt, đối thủ thực hiện cú sút còn tốt hơn. Như hiện tại và với việc đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang dẫn 4-0 trước đội tuyển Indonesia, đội tuyển Việt Nam của chúng ta hiện tại đang được tụt xuống vị trí thứ hai của bảng G cùng có được 15 điểm giống đội chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nhưng hiệu số bàn thắng thua đang là dương 8, còn các cầu thủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang có chỉ số phụ cao hơn rất nhiều, đang là dương 14, nhiều hơn chúng ta 6 bàn thắng. Thời gian còn lại vẫn là đủ để cho thầy trò huấn luyện Park Hang-seo tiếp tục có được lợi thế dẫn bàn và hướng tới việc giành được 3 điểm trọn vẹn ở trận đấu ngày hôm nay. Phút thứ 75 của trận đấu, tỷ số trên sân Amaktum đang là đội tuyển Việt Nam 1 và đội tuyển Malaysia 1. Bùi Tiến Dũng. Gỡ bàn thì chúng ta đã có những cơ hội rất tốt để gia tăng cách biệt nhưng đã không tận dụng được. Văn Thành, Duy Mạnh, rất nguy hiểm. Được Paula, Nguyễn Hải đã có những tình huống xử lý rất tốt và đầy kinh nghiệm. Hoàng Đức, Quý Ngọc Hải, đường truyền xuyên tuyến. Lawrence, thời tiết rất nóng bức tại Dubai, kể cả buổi tối cũng lên tới 40-42 độ C, khiến cho cầu thủ của cả hai bên đã bị suy giảm thể lực rất nhiều. Pha đi bóng khá thoải mái của Matthew Davis. Duy Mạnh, đội bạn đã phạm lỗi. Người phạm lỗi đó chính là Brendan Gan. Brendan Gan là cầu thủ trước đó đã có pha chơi xấu với cú đánh cùi trỏ đối với Tiến Linh. Sẽ là công bằng hơn nếu như vừa rồi trọng tài người Nhật Bản Sato rút thẻ đối với Brendan Gan. Và đây là thời gian cooling break ở trong hiệp đấu thứ hai. Cầu thủ Malaysia vừa có sự thay đổi người thứ tư ở trong trận đấu này. Cầu thủ báo số 10 đó là Liridon Krasniqi đã được vào sân để thay thế cho tiền vệ phòng ngự Siamakuti. Nếu như những sự thay đổi người trước đó của đội tuyển Việt Nam trước khi chúng ta bị nhận bàn thua từ chấm 11m là những sự thay đổi hướng tới việc tập trung cho khâu phòng ngự, thì những sự thay đổi người của huấn luyện viên Tan Chang Hoa đang hướng tới việc gia tăng sức tấn công để hy vọng là đội tuyển Malaysia sẽ lội ngược dòng. Huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Lee Jang-jin có lẽ là đang có những phàn nàn với trọng tài Sato về quyết định thổi phạt đền. Vừa rồi là những hành động dường như đáp trả lại những sức ép phía người hâm mộ Malaysia dành cho De Paula những ngày qua sau khi anh thể hiện màn trình diễn hết sức mờ nhạt ở trận đấu gặp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
Và bây giờ chúng ta thấy sự xuất hiện trên sân của Văn Toàn. Trọng Hoàng đã có dấu hiệu bị xuống sức và anh là người rời sân để nhường vị trí cho Văn Toàn, và cùng với đó là Hà Đức Chinh. Bây giờ sẽ là những sự thay đổi để gia tăng sức tấn công của huấn luyện viên Park Hang-seo. Hà Đức Chinh vào thay thế cho vị trí của Tiến Linh. Theo quy định thì ở các trận đấu vòng loại World Cup giai đoạn này, các đội tuyển vẫn được thay 5 người trong một trận đấu sau 3 lượt thay người. Sự thay đổi cho thấy quyết tâm giành 3 điểm của huấn luyện viên Park Hang-seo. Bây giờ là thời điểm chúng ta đang chờ đợi vào những tình huống bứt tốc của Văn Toàn, và cùng với đó là Đức Trình nữa. Dan Kunz. Cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Bất cần. Không được. Cú dứt điểm ở góc hẹp không thực sự hợp lý của Phạm Văn Đức. Những tình huống như vừa rồi thì những pha xuống đáy chuyền ngược trở lại hoặc những đường chuyền ngang có lẽ sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho đội tuyển Việt Nam để có được bàn thắng. Thì chúng ta cũng có thể hiểu được phần nào sự nôn nóng của Phạm Văn Đức khi mà anh chưa có được bàn thắng nào tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cho đội tuyển Việt Nam. Đức Huy, một cú lấy rất nhanh của Đức Huy. Đường chuyền về của Duy Mạnh. Văn Toàn, và trận bóng trước đó rất hay là của Hoàng Đức. Văn Toàn. Văn Toàn đã gặp penalty. Vào sân có lẽ chỉ hơn một phút thôi thì Văn Toàn đã mang về quả penalty cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Một quyết định đưa ra rất nhanh chóng qua trọng tài người Nhật Bản Sato. Quyết định rất dứt khoát của ông Yuji Sato. Sự nhanh nhẹn của Văn Toàn là thứ vũ khí rất nguy hiểm. Và ngay lập tức sau khi anh vào sân, mặc dù chưa có được thể trạng tốt nhất do đã bị dính chấn thương hông và vai ở trận đấu gặp đội tuyển Indonesia, giờ thì chúng ta có cơ hội để một lần nữa vươn lên dẫn trước. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống phối hợp. Văn Thanh là người chuyền bóng. Trọng tài quan sát rất nhanh một tình huống cài chân của cầu thủ Malaysia đối với Văn Toàn. Lại là một quyết định thổi phạt 11m chính xác nữa của trọng tài người Nhật Bản. Cơ hội để đội tuyển Việt Nam lần thứ hai vươn lên dẫn bàn và tiến rất gần tới chiến thắng. Đội trưởng Quế Ngọc Hải sẽ là người đứng trước cơ hội giúp chúng ta vươn lên dẫn bàn một lần nữa. Quế Ngọc Hải là chuyên gia thực hiện những quả 11m cho đội tuyển Việt Nam, và chúng ta cùng chờ đợi cái duyên và sự sắc sảo của anh từ chấm 11m. Sẽ là những cú nhảy đá chân sáo hay là những cú ra chân với lực mạnh của Quế Ngọc Hải đây, chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Một chút tiểu xảo về tâm lý của đồng Paula. Anh đang làm cố gắng để tạo sự mất tập trung và ức chế từ phía đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Có vẻ như là một lời thách thức với Quế Ngọc Hải chăng? Mà trước đó được Paula đã thực hiện thành công quả penalty cách đây ít phút. Nhưng để khiêu khích với một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như Quế Ngọc Hải thì có lẽ là thừa. Rất hồi hộp. Quế Ngọc Hải. Dứt điểm, rất chính xác, tỷ số là 2-1 cho đội tuyển Việt Nam. Tuyệt vời, 82 phút đã trôi qua, chúng ta lần thứ hai có lợi thế dẫn bàn. Vừa rồi thì thủ môn của Malaysia, Farizan Marias cũng đã đoán đúng hướng, thậm chí là còn chạm được tay vào bóng. Nhưng cú ra chân của Quế Ngọc Hải là với lực quá căng và chạm tay của thủ môn Farizan chưa đủ để có thể giúp cho anh đẩy được quả 11m của Quế Ngọc Hải. Bàn thắng thứ hai của trung vệ đội trưởng bên phía đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, và nó đang mở ra một cơ hội rất lớn để cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta hoàn thành mục tiêu ở trận đấu đề ra ở trận đấu này, đó chính là chiến thắng với 3 điểm trọn vẹn. Và bàn thắng này lại giúp cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta trở lại với ngôi vị đứng đầu của bảng G với 2 điểm nhiều hơn đội chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất
Nói là những diễn biến hết sức kịch tính trong khuôn khổ bảng G. Quế Ngọc Hải đã có một cú dứt điểm hết sức lạnh lùng, đưa đội tuyển Việt Nam lấy lại lợi thế. Và một màn ăn mừng cũng hết sức cảm xúc. Tự tin sẽ trở lại với các cầu thủ áo đỏ. Và hy vọng chúng ta sẽ giữ được lợi thế này cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Vừa rồi là một cơ hội để chúng ta có thể phản công để ghi bàn thắng nữa. Nhưng đáng tiếc cho tình huống không ăn ý giữa Phạm Văn Đức và Hà Đức Chinh. Vừa rồi thì Phạm Văn Đức hoàn toàn có thể tiếp tục cầm bóng để tấn công trước khi đưa ra quyết định chuyền bóng cho Văn Toàn hoặc Đức Chinh. Nhưng anh đã có đường chuyền chạm vào gót chân của đồng đội của mình. Đường chuyền của Hanami nguy hiểm. Những tình huống chuyền bóng của các cầu thủ Malaysia vào trong khu vực 16m50, đặc biệt là những tình huống bóng bổng, đang tạo ra những cơ hội nguy hiểm dành cho cầu thủ áo vàng. Trọng tài có lẽ nhắc nhở đối với thủ môn Bùi Tấn Trường là không được có những động tác câu giờ, nếu không ông sẽ rút thẻ. Phút thứ 85 của trận đấu rồi. Chúng ta đang đếm ngược đến khi trọng tài người Nhật Bản ông Sato thổi còi kết thúc trận đấu. Đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu hay nhưng rất vất vả trước cao thủ Malaysia cũng thi đấu đầy quyết tâm. Với việc tung Krasniqi vào sân trong ít phút còn lại, chắc chắn Malaysia sẽ chơi bóng bổng nhiều hơn, tận dụng chiều cao của những ngoại binh Nhật Tịch. Đó cũng là cách nhanh nhất để tiến đến khung thành của Bùi Tấn Trường. Nguyễn Phong Hồng Duy đã vào sân để thay Phan Văn Đức. Sự thay đổi cầu thủ cuối cùng bên phía đội tuyển Việt Nam. Hồng Duy ở trận đấu trước đá chính, sau đó nhường chỗ cho Đoàn Văn Hậu. Malaysia cũng tiếp tục thay người. Tiền đạo mang áo số 9 Lukman vào sân để thay số 15 Brandon Gan. Như vậy là đến thời điểm này thì cả đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia đã đều sử dụng hết 5 quyền thay đổi người tối đa trong trận đấu. Lawrence. Krasniqi. Hồng Duy vào sân, chúng ta sẽ có thêm một mũi nhọn tấn công nguy hiểm nữa với khả năng xử lý rất kỹ thuật của cầu thủ nhỏ con mặc áo số 7 này. Đức Huy. Đức Huy đã có tình huống chơi bóng không an toàn. Hanapi. Lawrence. Khá nguy hiểm. Mình đã có lỗi việt vị của De Paula. Những khoảng trống đang xuất hiện trước khung thành của thủ môn Bùi Tấn Trường, và đây là điều chúng ta cần phải hạn chế. Chiến thắng đang đến rất gần với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận đấu này rồi. Và một lần nữa, góc máy quay vừa rồi cho thấy là các trợ lý của trọng tài Sato đã chính xác trong những quyết định bắt việt vị của mình ở trong trận đấu ngày hôm nay. Và những quyết định thổi phạt penalty của trọng tài người Nhật Bản ông Sato cũng là rất chính xác, kể cả đối với đội tuyển Việt Nam của chúng ta hay đối với cầu thủ Malaysia. Ghi bàn không còn là khâu được ưu tiên hàng đầu đối với đội tuyển Việt Nam nữa rồi. Phút thứ 88 của trận đấu, chúng ta đang dẫn trước Malaysia với tỷ số 2-1 và tiếp tục duy trì vị trí đứng đầu bảng G với khoảng cách 2 điểm nhiều hơn so với đội chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nếu như chúng ta bảo toàn tỷ số ở trận đấu này, chúng ta chỉ cần một kết quả hòa ở lượt trận cuối cùng vào ngày 15 tháng 6 tới đây
là sẽ có được vị trí đứng đầu của bảng G để giành quyền vào vòng thứ ba và cuối cùng. Lỗi của Krasniqi. Huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra rất bực tức với tình huống phạm lỗi vừa rồi của cầu thủ Nhật Tịch bên phía Malaysia, và cũng ngay lập tức chiếc thẻ vàng đã được rút ra dành cho Krasniqi. Những khu thi đấu chính thức cuối cùng, đội tuyển Việt Nam chỉ còn cách chiến thắng ít phút nữa thôi. Một trận thắng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam gần như cầm chắc tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ ba, và cũng đồng nghĩa việc Malaysia bị loại. Những phản ứng rất quen thuộc từ phía huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông luôn bảo vệ các học trò của mình hết mình. Một cầu thủ quá cao to như Krasniqi với những tình huống phạm lỗi vừa rồi, với một cầu thủ nhỏ con như Hồng Duy rất dễ có thể gây ra chấn thương. Và đó là lý do phản ứng của huấn luyện viên Park Hang-seo quyết liệt như thế nào. Trận đấu chuẩn bị bước sang phút thi đấu chính thức cuối cùng. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang dẫn trước đội tuyển Malaysia với tỷ số là 2-1. Những ký hiệu vừa rồi cho thấy là huấn luyện viên Park Hang-seo yêu cầu các học trò của mình lùi sâu về phần sân nhà và chơi chắc chắn, bảo toàn tỷ số. Và với lỗi phản ứng vừa rồi thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã phải nhận thẻ vàng của trọng tài Sato. Chúng ta không thể trách và phàn nàn với những quyết định của trọng tài người Nhật Bản, ông Sato, nhưng cũng rất đáng yêu với những hành động bảo vệ học trò như vừa rồi của huấn luyện viên Park Hang-seo. Rất bình tĩnh. Đội phản công. Phản lỗi từ phía sau. Chắc chắn là sẽ có thể. Có lẽ đây là thẻ vàng thứ 6 ở trong trận đấu này của cầu thủ Malaysia, và nó thuộc về cầu thủ vào sân thay người Hanapi. Những tình huống phạm lỗi liên tiếp cho thấy là các cầu thủ Malaysia đã mất bình tĩnh. Thời gian đang đếm ngược với các cầu thủ Malaysia. Hoàng Đức có thể không hỗ trợ phòng thủ được tốt, nhưng về khả năng tranh cướp bóng và cầm bóng tự tin ở giữa sân thì anh có thừa. Trong trận đấu vào này, Hoàng Đức đã rất nhiều lần khiến cho các cầu thủ của Malaysia phải phạm lỗi với anh ở khu vực giữa sân. Như vậy là thời gian bù giờ của hiệp 2 là 5 phút. Rất nhiều. Vẫn là những phút rất kịch tính và căng thẳng ở trên sân vận động Amak Tung. Có lẽ sẽ là những phút khó khăn nhất với đội tuyển Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay. Quý Ngọc Hải. Và pha bóng lên của Gia Khoan. Rất khôn ngoan. Một động tác để đánh lừa đối phương, và sau đó là một pha cài người để kiếm một quả ném biên kéo dài thời gian một cách hợp lý của Hoàng Văn Hậu. Phản đầu chuyền bóng của Đức Huy, lại là ném biên cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Chỉ còn hơn 3 phút nữa thôi. Hơn 3 phút nữa thôi cho vị trí nhất bảng G của đội tuyển Việt Nam. Lại tiếp tục là một quả ném biên nữa sau khi bóng chạm vào người của hậu vệ Matthew Davis. Rất cẩn trương, đó là tình huống ném biên nhanh của Đoàn Văn Hậu. Cơ hội, Hoàng Đức dứt điểm. Giá như đó là một cú dứt điểm chân trái thì Hoàng Đức có thể đã làm nên chuyện. Khi tỷ số đang là cách biệt một bàn thì cơ hội để có một điểm vẫn còn đối với Malaysia khi trọng tài chưa thổi còi kết thúc trận đấu. Nhưng nếu như để cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta có thêm một bàn thắng nữa thì mọi thứ sẽ chấm dứt. Phút bù giờ thứ 3 trong tổng số 5 phút bù giờ của hiệp 2. Chiến thắng đang tới rất gần với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo rồi. Hy vọng các cầu thủ của chúng ta sẽ tập trung trong khoảng thời gian ít đòi còn lại để đạt được mục tiêu là 3 điểm ở trận đấu này. Duy Mạnh. Đội tuyển Việt Nam đang nhận được sự cổ vũ rất cuồng nhiệt của các khán giả trên khán đài sân Amak Tung. Đức Huy. Trận đấu để Đức Huy lấy lại sự tự tin. Văn Thanh.
quyết liệt. Đã có phản ứng từ phía các cầu thủ của Malaysia và cụ thể ở đây là Krasniqi. Thì anh cho rằng quả đá biên lẽ ra phải thuộc về Malaysia. Văn Toàn. Hồng Duy. Rất tiếc Hồng Duy trượt chân ở tình huống khống chế bóng. Pha lấy bóng hợp lệ của Văn Toàn, bóng vẫn trong chân của đội tuyển Việt Nam. Rất hay. Rồi. Xuống xa đi. Lại là cú giao chân của Hoàng Đức. Chỉ còn hơn 1 phút nữa thôi, trận đấu sẽ kết thúc. Ghi bàn không còn là không quan trọng nữa, chúng ta có lẽ nên kéo dài thời gian một cách hợp lý bằng cách đưa bóng về góc sân hoặc bàn bật với nhau an toàn một cách nhiều hơn. Đức Trình, Hồng Duy, Hà Đức Trình, chỉ có hai cầu thủ. Dứt điểm, quyết định khá táo bạo của Hà Đức Trình. Đó là một quyết định hợp lý. Mới vào sân nên thể lực của cả Đức Trình và Hồng Duy vẫn còn rất tốt. Đây là kỹ thuật mà chúng ta thường thấy từ phía các tiền đạo, làm động tác giả, đưa bóng vào trung lộ với một góc sút rộng hơn để dứt điểm. Đáng tiếc là cú sút vừa rồi của Đức Trình bóng đã đi chạch cột. Và cũng xem lại tình huống bị phạm lỗi của Võ Toàn và quả đá phạt 4 mét thành công của Quách Ngọc Hải. Phút đá bù giờ cuối cùng của trận đấu. Thời gian bù giờ chỉ còn được tính bằng giây mà thôi. Một quả đá phạt được dành cho Malaysia. Có một chút gian lận về vị trí đá phạt. Đã cố tình đưa bóng tiếp cận gần hơn về khung thành của thủ môn Bùi Tấn Trường. Và trọng tài cũng đã nhắc nhở đối với cầu thủ áo số 12 của Malaysia. Đã có những phàn nàn từ phía các cầu thủ đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Phút đá bù giờ thứ 6. Chiếc bóng là Nasmi. Bóng đã được phá lên. Chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam. 3 điểm nữa cho thầy trò huấn luyện Park Hang-seo. Và chúng ta tiếp tục dẫn đầu bảng G. Vâng, một trận đấu cực hay, kịch tính và hấp dẫn. Và đội tuyển chơi hay hơn. Không phải chúng ta là người Việt Nam mà chúng ta nói như vậy. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta có thể kiểm soát bóng không bằng Malaysia, nhưng lối chơi là rất rõ ràng, những pha phối hợp là đồng điệu hơn và số cơ hội nguy hiểm là nhiều hơn so với đối thủ, và chúng ta xứng đáng với việc có được 3 điểm trọn vẹn ở trận này. Mặc dù đây là một trận đấu rất khó khăn, cực kỳ khó khăn, đã có thời điểm chúng ta đã để tuột mất vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng vào tay của đội chủ nhà.